Tuy có niệm giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng chẳng chấp tướng. Dù tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng chẳng chấp tướng. Dù nhớ nghĩ các công đức của mình và người cho các hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng cũng chẳng chấp tướng. Xá lợi tử, nên biết đại bồ tát này thẳng tới quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chẳng rơi vào hàng thanh văn và bậc độc giác. Vì sao? Vì đại bồ tát này từ lúc mới phát tâm cho đến cứu cánh chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, thường lấy đại bi làm đầu, tuy tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, nhưng chẳng chấp tướng. Tuy niệm giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng cũng chẳng chấp tướng. Tuy tu đạo của đại bồ tát và pháp không vô tướng vô nguyện cũng chẳng chấp tướng. Xá lợi tử, vì đại bồ tát này có phương tiện thiện xảo, dùng tâm ly tướng, tu hành bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến dùng tâm ly tướng tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, do đó nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đã mong cầu. Khi ấy Xá lợi tử liền bạch Phật: Như con hiểu lời Phật nói có nghĩa như vậy, đại bồ tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi cứu cánh thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo, là đại bồ tát này sẽ gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì đại bồ tát này lúc mới phát tâm cho đến cứu cánh hoàn toàn không thấy có pháp nhỏ nào có thể nắm bắt được, nghĩa là hoặc năng chứng, hoặc sở chứng, hoặc chỗ chứng, hoặc thời chứng, hoặc do đây mà chứng, hoàn toàn không thể nắm bắt. Nhưng pháp được gọi là sắc, hoặc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, đều không thể nắm bắt. Lại nữa, bạch Thế Tôn, có các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa, không thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo mà cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phải biết quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà vị ấy đã cầu đáng nghi hoặc do dự, hoặc được hoặc chẳng được. Vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa này không thể nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo đối với các hạnh đã tu hành như bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, đều chấp lấy tướng ấy, nói rộng cho đến đối với các hạnh đã tu hành như trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đều chấp lấy tướng ấy. Do nhân duyên này, các thiện nam tử vân vân trụ bồ tát thừa đều nghi ngờ, do dự, hoặc chứng hoặc chẳng chứng đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát nào muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, quyết định không nên xa lìa phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa. Khi đại bồ tát này an trụ phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đem tâm tương ưng với vô tướng để tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến đem tâm tương ưng với vô tướng để tu trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khi an trụ phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa, nếu đại bồ tát dùng vô sở đắc làm phương tiện, nếu đem tâm tương ưng